Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại cầu Vĩnh Phú. Và hôm nay thực sự là một ngày rất là nắng, một ngày làm việc rất vất vả của các anh chị công nhân ở làm ở cầu. Mình cũng tranh thủ ghi lại một số hình ảnh. Hiện tại khu vực này thì chỉ dành cho các anh chị ở phía nhà thầu, nên là mình sẽ không bước vào, mình sẽ quay ở bên ngoài thôi anh em ạ. Cầu rất là to luôn đấy ạ, dây văng. Hiện tại là 5 giờ chiều rồi nhưng mà các anh chị công nhân vẫn làm việc rất là miệt mài, làm sao để đủ được, đẩy nhanh được tiến độ để cầu được thông cho nhân dân hai bên đi lại đỡ vất vả. Thời tiết Việt Trì thì có những hôm cao điểm là khoảng 40 độ C. Em quay video mà cảm thấy chóng hết mặt rồi ạ, rất là nắng luôn đấy ạ. Đây là chiều rồi nên là cũng đỡ hơn. Hai vợ cháu